Thể trạng gầy gò, ốm yếu không những ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe, mà còn là vấn đề vô cùng nghiêm trọng dẫn đến nhiều tác động tâm lý không tốt cho người gặp phải. Khảo sát cho thấy, hầu hết những ai cơ thể gầy ốm, khó hoặc không thể tăng cân lâu năm, đều có chung cảm giác ngại tiếp xúc với người khác, mất tự tin khi giao tiếp với người đối diện, thậm chí là ghen tị và khao khát để có thể sở hữu một vóc dáng đầy đặn. Lý do là khi gầy ốm, nữ giới sẽ có khuôn mặt hốc hác, lộ xương, thân hình mất cân đối khiến mất đi sự quyến rũ, nét đẹp vốn có, già hơn tuổi, dễ vô sinh. Nam giới thì đánh mất phong độ, ngại khoe body, đánh mất nhiều cơ hội trong tình yêu và cuộc sống. Gầy yếu cũng làm giảm sức đề kháng, hay ốm vặt, không đủ sức khỏe để làm việc, gây ảnh hưởng tới thu nhập và chất lượng cuộc sống, thậm chí nó còn gây ảnh hưởng đến vấn đề sinh sản và duy trì nòi giống. Còn bạn thì sao? Cùng Tamino tăng cân ngay hôm nay để lấy lại sự tự tin, cùng vóc dáng cân đối. Chất lượng sản phẩm đảm bảo an toàn không tích nước tích mỡ. Liên hệ ngay hotline 0902 32 32 40 để biết thêm chi tiết.